chó Bắc Hà xù trắng, bốn chị em nhà bông. Hôm nay con thì mọc đủ lông và con mọc thiếu lông nhìn nó khác nhau. Đó, khác nhau rất nhiều. Khi nó đủ lông lên thì nhìn nó sẽ giống nhau, không phân biệt được con nào với con nào. Chị đang bắt nạt em đấy. Và thanh niên Kinh. Nuôi nhà mà nuôi một đàn này thì mỹ mãn luôn. Đẹp chấp. Chấp nhiều loại cho tây. Mỹ mãn. Mọi người thấy bọn Bắc Hà trắng này nhìn mê không? Nhìn có mê không? Đấy. Khi một đàn nó đứng với nhau thì nhìn nó như vậy. Mà đây nha là có ba con. Ba con này là nó đang thay lông, chưa mọc lại. Kinh ơi, cẩn thận cái cây đu đủ mấy chồng của anh nhá. Trong bọn này thì kể cả là con đực này nó cũng chưa đủ lại lông đâu. Có duy nhất con cái kia nó đủ lông rồi. Duy nhất con chị. Bốn con này cùng bố cùng mẹ đấy. Nào, tránh cây đu đủ. Lượn ra. Nếu lùng gốc thì sẽ toi. Một con thì chúng nó rất là thân thiện với cây cối, nhưng mà khi nó nhiều con nó mải nô ấy là nó gọi là động chạm lung tung cả. Những cây mới trồng là có thể là đi đứt luôn lùng gốc. Như bọn Đinh Lăng kia trồng lâu rồi thì không ngại, trồng được độ 2 tháng hơn rồi. 2 tháng có khi phải được 3 tháng rồi. Đó, mọi người sẽ thấy nó rất là khác biệt nhau. Đây là hai con này đó. Hai con này là hai con mà lông của nó rụng xong hết rồi nhưng nó chưa mọc lại. Coi như chưa mọc lại được tí nào. Trên người chỉ có một cái lớp lông tơ dính rất ít. Đó. Như thế này để mọi người nhìn thấy cái sự khác biệt rất lớn của chúng nó. Khi mà một con chó nó đủ lông và con chó nó thiếu lông, nó sẽ khác biệt như thế nào. Thì cái sự khác biệt của cái con Bắc Hà trắng này hay là con Bắc Hà xù nói chung, lúc nó thay lông và lúc nó mọc đủ lông, lúc nó thiếu lông và lúc có đủ lông là nó chênh lệch rất lớn. Ở đây mọi người để mọi người nhìn cái thực tế của nó. Thì cái sự khác biệt giữa một cái con Bắc Hà mà nó được chăm sóc với cái dinh dưỡng bổ sung là cái chibi, cái bột chibi ấy, với cái con mà không được chăm sóc với dinh dưỡng bổ sung là bột chibi, thì nó chênh lệch nhau cũng tương đương. Đây, cái bột chibi này, chibi powder này, đấy, cái sự chênh lệch của nó là rất lớn giữa cái con đủ lông và con thô lông. Nếu mà cái con giả sử như nào mọi người mà chăm cái con Bắc Hà mọi người không bổ sung ấy, thì khi nó đủ lông nó cũng chỉ như con này thôi, như con trên màn hình này. Thế thôi, là cái con nó chỉ ngang với lại cái con mà đang thay lông chưa mọc lại của cái con mà nó được ăn bằng chibi. Còn cái con được ăn bằng chibi này là nó sẽ như con đủ lông này, chênh lệch nhau rất lớn. Mọi người mà nuôi các cái giống chó lông dài thì mọi người phải bổ sung cái chibi cho nó nếu muốn nó đẹp. Đây, mấy cái cây bé hơn này là mình phải quay nó vào này, chứ không mà chúng nó lượn quanh chúng nó tưới cây là lùng hết gốc ngay. Đấy, nó khác biệt nhau rất lớn. Mà cái bột chibi thì nó tính ra nó rất là rẻ thôi, chứ nó không có đắt. Đây, giả sử như là một cái hộp này mà cái mẫu nhỏ của nó này, đây này, mẫu nhỏ này của nó thì bây giờ nó chỉ có 85.000 thôi. 60g để mọi người có thể dùng thử. Còn cái hộp to của nó là 400g là 300.000. Nhưng bọn chó ta này nó ăn không tốn đâu. Tính ra một hộp ấy mà cho nuôi một con ấy thì một hộp nó phải ăn được 3 tháng. Thậm chí là 4 tháng là lông nó đã đẹp rồi. Nó khác hoàn toàn với lại cái việc là không cho thì mọi người có cho ăn thịt có đẫy mồm thì nó cũng không thể nào phát được cái lông như là mọi người bổ sung.
Vì ấy, cái con cho ta này khi mọi người cho ăn thịt nhiều nó không tiêu được hết thịt đâu. Không tiêu được. Cái hệ tiêu hóa của con cho ta nó khác con cho tây. Con cho ta nó cần cái lượng thịt ít thôi. Nhiều quá thì nó lại phát sinh. Đây, đực này chờ. Đực này thì sẽ khoảng tầm 1 tháng rưỡi nữa là nó sẽ đủ lông. Để mình sẽ quay lại. Đó. Có bốn chị em thì mọi người sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt của chúng nó khi chúng nó đủ lông và chúng nó ít lông. Đây ba con này. Một con lông lại được một tí này. Con này. Lông lại được một tí. Còn một con thì đủ lông này, là con này. Còn hai con thì lông chưa mọc lại tí nào. Mới rụng thôi chứ chưa mọc lại. Khác biệt rất lớn. Đấy. Đây, con này lông chưa mọc lại thế nào. Mọi người có thể xem những cái video cũ, mọi người sẽ thấy bốn con mà mình quay là chính là có ba con này. Còn một con nữa. Một con nữa là nó đang chăm con nó. Nhưng có ba con này thì mọi người sẽ không nhận ra được chúng nó bây giờ. Bên này cái lúc nó đủ lông, vì lúc nó đủ lông nó giống như thế này. Nhưng cái đàn sau này thì người nó cao dài hơn là cái đàn đầu một chút. Đây như con chị này là của đàn đầu. Con chị đủ lông của đàn đầu này. Bọn này là của đàn sau. Bọn này là đàn em. Cùng bố cùng mẹ đấy. Nhưng mọi người sẽ thấy chúng nó khác biệt nhau. Như bây giờ mọi người sẽ thấy chúng nó khác biệt nhau. Đấy, mọi người xem lại những video của bốn cái con cùng đàn này. Khi mà chúng nó đủ lông thì mọi người sẽ thấy là nó y như con chị luôn. Không phân biệt được. Đây, một con đủ lông và một con thiếu lông này. Nhìn quá khác luôn. Đấy. Đây là theo kiểu là một con ăn chibi và một con không ăn chibi thì nó cũng sẽ khác biệt như thế này. Nó khác hẳn đấy. Đấy, ăn chibi cái bộ lông của nó đủ. Nếu mọi người mà chăm con chó mà không ăn chibi thì lông nó như thế này nó hơn một tí thôi. Chứ nó không thể như là con này được. Chắc chắn luôn. Vì khi mà mình bán chó con đi ấy thì mình cũng có hướng dẫn những cái người chủ mới là chăm con chó là phải bổ sung chibi. Nhưng mà cũng có mấy anh em là không tin và nghe theo các bậc lão làng ngày xưa là cứ thịt với cơm thôi. Thậm chí cho ăn nhiều thịt đến mức là cho ăn nhiều thịt gà đến mức là con chó nó bị táo bón. Nhưng mà cuối cùng là da hỏng hết lông. Lông nó lưa thưa, nó khác hẳn với lại cái con chó mình nuôi. Trong khi cái chi phí nuôi là tốn hơn mình nuôi. Như mình nuôi thì đơn giản lắm. Mình còn không có thời gian để mà mình cho nó ăn đồ tươi. Mình cho ăn hạt đảo với cơm, hạt thay cho đồ tươi với rau. Thế là với bọn trưởng thành này thì cứ tỷ lệ là cứ 7 phần cơm, 3 phần hạt. Đảo thêm bột chibi. Thế là ok. Còn bọn chó con thì cho cái lượng hạt có thể nhiều hơn một chút, 6 phần hạt hoặc là 5 phần hạt. Còn lại là cơm, nửa hạt nửa cơm. Với bọn chó con nó cần dinh dưỡng nhiều hơn. Nhưng hoàn toàn bọn chó con vẫn có thể nuôi theo kiểu như là bọn trưởng thành, là 7-8 phần cơm và 2-3 phần hạt. Nhưng bọn chó con thì phải bổ sung thêm canxi cho nó nữa. Còn cái chibi là đảo như nhau. Con chó lông này. Đây không tắm bao giờ nha. Mà lông lúc nào nó cũng bông, nó không bị bết lông. Đấy, sự khác biệt của nó khi mà cái bộ lông nó đủ và bộ lông nó thiếu. Mọi người sẽ nhìn thấy cái sự chênh lệch rất lớn của chúng nó. Giữa một con đủ lông và một con thiếu lông mà nhìn nó to bé khác hẳn nhau. Nhưng thực ra khi nó đủ lông nên nhìn nó to bằng nhau đấy. Đấy. Đây mọi người mà không cho ăn chibi nó chỉ như con này thôi này. Như cái con mà đang thay lông này thôi này. Không hơn được. Hơn thì không đáng kể. Mọi người cứ để ý cái con chó thực tế mọi người nuôi. Nếu mà những ai đang nuôi và xác nhận hộ mình nhé. Xem nào có phải là mọi người nuôi ai mà đang nuôi Bắc Hà. Mà khi mọi người mà không có bổ sung chibi, mọi người cho ăn cái chế độ cơm và thịt bình thường, thì có phải nó giống như là mình nói không? Nó chỉ ngang với cái con mà đang rụng lông kia thôi. Con đang rụng lông ấy là con đấy là nó mới tách con. Đấy, nó chỉ như con này thôi.
không hơn được đâu. Như con này, như con thẳng màn hình đây, đây. Đó đấy. Và mọi người nhìn thấy cái bẹ sữa của nó vẫn còn tí đấy, vì nó mới cai sữa thôi, chứ nó sẽ không thể đạt được như là cái con này được. Còn nếu ấy, ai mà không cho ăn chibi mà lông nó đạt được gần như con này nhá, thì mọi người cho ăn chibi nó còn đẹp hơn nữa. Vì đấy, cái thực tế là những cái con chó cùng đàn của mình, khi mà mình bán đi với những cái người chủ mà không nghe mình, không có bổ sung cái bột chibi powder ấy, thì nó chênh lệch hoàn toàn với lại những cái con mà mình giữ lại mình nuôi. Trong khi chế độ ăn của những cái con mà về nhà mới nuôi một mình ấy thì nó tốt hơn, nó tốt hơn, được ăn nhiều hơn. Thậm chí có anh ấy nói chuyện là một ngày cái tiêu chuẩn của con chó của anh ấy là anh ấy cho ăn gần 1 cân gà. Ủa, thế thì cũng ác liệt quá. Gần 1 cân gà nó ăn như con chó Tây rồi, quá nhiều thịt, ăn đến mức mà con chó táo bón liên tục. Ăn thịt gà thì nó ít phân đen nhưng mà nó bị táo bón. Vì là ăn gà là thường là mọi người sẽ đảo ức gà với lại cổ gà. Cổ gà thì nó dễ gây táo bón, nhiều xương là táo bón. Thế nhưng mà con chó thì nhìn lông của nó lư thưa lắm, chênh lệch lắm. Mình có hình ảnh đấy nhưng mà cái hình ảnh anh ấy chụp buổi tối nó không được rõ nét lắm. Nhưng nó khác biệt. Sau đấy khi mà mình cho xem cái con chó cùng đàn mà mình chăm ấy thì anh ấy xem anh nhìn khác quá thì anh cũng cho nó dùng cái chibi. 10 ngày sau nhìn thấy khác ngay. Chỉ 10 ngày thôi là nhìn thấy con chó, nhìn cái lông của nó cảm giác là nó đã khác rồi. Còn để nó khác hẳn ấy thì phải chờ xong một cái đợt thay lông. Chứ khoảng tầm 3 tháng thì nhìn nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn, không nhận ra là con chó của mình luôn. Vì nó quá đẹp. Đấy, đây là tiện là có mấy con nó đang thì thay lông, rụng lông, rụng chụi lông. Và có con thì đang bắt đầu thay lông. Như cái con tách con này nó đang bắt đầu thay lông. Nó chưa rụng chụi. Đây, như con này. Đấy. Và cái con đủ lông để mọi người thấy cái sự khác biệt của chúng nó. Đấy, đây 4 con đấy. Con chụi hẳn lông, con bắt đầu rụng lông và con đủ lông. Nó khác nhau hoàn toàn. Và cái con ăn chibi và con không ăn chibi nó chênh lệch nhau gần như thế này. Bọn này thì mọi người sẽ chờ khoảng 2 con chụi lông này. Thì chờ khoảng tầm 2 tháng nữa mình sẽ quay lại video 2 con này, quay video 4 con cùng đàn luôn. Để mọi người lại thấy có 2 con đủ lông và lúc đấy thì chắc là sẽ có 1 con lông còn đang chụi, và lúc đấy khả năng là con này lông sẽ còn đang chụi này. Và 1 con nữa thì lúc đấy cũng là mới đẻ xong thì lông nó cũng vẫn còn tương đối đủ. Thì để lúc đấy mình sẽ quay cho mọi người xem 4 con. Cái bột chibi này tại sao ngày xưa các bậc tiền bối không biết đến nó. Nhiều bậc tiền bối nuôi chó rất lâu rồi, kinh nghiệm thâm niên, nhưng mà đều gạt cái chibi này ra. Vì mọi người chưa dùng nó, mọi người chưa biết, vì ngày xưa nó làm gì có. Cái thời điểm 2017, tức là cách đây 6 năm, khi ấy mình chăm chó, mình mua cái bột bổ sung này là mình phải mua đặt hàng từ châu Âu. Mình chưa có, đặt hàng từ châu Âu với giá một cái hộp lúc đấy mình mua là một hộp của nó là 2 cân mà giá của nó về đến Việt Nam lúc đấy là hơn 5 triệu chưa kể phí ship. Hơn 5 triệu nha mọi người nhé, chưa kể phí ship. Tức là tính ra nếu mà so với lại cái hộp so với hộp chibi bây giờ 400g thì 400g thì 2 cân nó tương đương với 5 hộp. 5 hộp bây giờ, 5 hộp chibi là 15 triệu rưỡi. Ngày xưa là mình phải mua 5 triệu chưa kể ship, là vì là có bạn nó đi về nó cầm hộ về. Chứ còn nếu mà lại thêm phí ship nữa thì phí ship mà nó cũng phải rơi vào độ khoảng tầm 1 triệu nữa thôi. Đó. Cho nên là rất nhiều bậc tiền bối là chưa biết đến cái chibi này, vì mọi người chưa dùng.
không biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng những cái người mới nuôi ấy thì lại nhiều người biết. Vì những người mới nuôi thì người ta không bị câu nệ vào cái cũ. Người ta mới nuôi lần đầu, người ta nghe thấy bảo cái gì dùng tốt là người ta thử, thì người ta lại biết dùng, cập nhật tốt hơn. Cũng không phải là tiền bối nào không phải là các cái tiền bối nuôi chó lâu năm là ai cũng là cái người mà không cập nhật đâu. Rất nhiều người cập nhật đấy. Vì mình biết cũng rất nhiều trại là người ta dùng, rất nhiều trại chó nuôi lâu năm là người ta dùng cái chibi này. Có điều là có nhiều người người ta giấu bí quyết, người ta không nói. Người ta giấu bí quyết để người ta cạnh tranh ở trên thị trường, để con chó người ta nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn thì nó dễ bán hơn. Cho nên là rất nhiều người thì dùng đấy, nhưng mà ở trên công khai mạng xã hội thì cứ bảo không dùng, nhưng thực ra là có dùng. Vì mình là người bán mình biết. Nhưng những cái đấy thì không tiện nói. Tức là nói chia sẻ thế để mọi người biết là như thế. Có nhiều trại là người ta dùng đấy, con chó người ta rất là đẹp. Nhưng mà ai hỏi thì người ta đều bảo người ta không dùng. Cái đấy dùng không tốt đâu. Đấy là cái bài để người ta giữ bí quyết của người ta. Trong khi mình là người bán cho người ta, mình biết người ta có dùng hay không. Nhưng mà ở những chỗ công khai thì thậm chí là có những người, người ta còn công khai người ta nói không dùng. Chẳng cần cái gì cả, chỉ cần cơm cổ gà thế là chó đẹp ấy. Người ta lại còn nói thế cơ. Có người người ta nói đùa thôi, cho vui, gọi là nói kháy. Nói kháy những ông mà nuôi như thế là chó xấu hơn của người ta. Nhưng mà cũng có những người là người ta theo kiểu người ta giấu bí quyết, người ta nói thế. Nhưng đây là cái thực tế để mọi người cứ soi lại đây. Như em cún này mình đang quay này, là em này là mới tách con cho nên nó đang hơi gầy. Nhưng mà những cái con mà mọi người nuôi bình thường ấy, mà mọi người cho ăn cơm rau ấy, hầu như cái lúc lông đẹp của nó cũng chỉ đạt được như thế này thôi. Nó béo hơn một tí thôi. Và cái lông đệm nó dày hơn. Như em này là em mới tách con này, cho nên là lông nó đang bắt đầu rụng này. Đấy. Nó thiếu lông nhìn nó vậy. Nhìn lộ tí xương sườn. Như con này là nó rụng hết lông rồi nhá. Nhưng mà cái lớp lông đệm của nó đã phủ đủ. Thì mọi người không nhìn thấy nó lộ xương sườn nữa. Thực ra hai con ấy là cái con mà mới thay lông rồi, nó còn đang béo tốt hơn con kia tí. Đấy, còn con đủ lông đây. Đủ lông thì nhìn cái người nó đây. Đấy. Chênh lệch lớn lắm. Đấy, thực tế như thế để mọi người so sánh, mọi người dùng. Bây giờ nó có cái hộp chibi, cái hộp mẫu nhỏ nó có 85.000 thôi. Ship vào nữa thì cứ coi như là nó là 95.000 đi. Thì là mọi người dùng thử được. Hoặc là có thể mọi người có con chó nó ốm, nó mới bị đi ngoài xong. Mới bị đi ngoài xong thì cái đường ruột của nó là nó bị tổn thương. Nhất là đi ngoài ra máu là nó bị nạo ruột. Mình cứ nói đơn giản là như thế, tức là cái mao mạch ruột của nó là nó bị mất cái lông ruột. Mà cái lông ruột nó là cái mà để nó như kiểu là cái xúc tua để nó hấp thụ cái dinh dưỡng ở trong đồ ăn. Thế khi nó mất bớt cái đấy thì cái khả năng hấp thụ của nó kém. Ăn nhiều nó cũng không có béo tốt được. Thì trong cái trường hợp con chó mà nó mới ốm, mới bị đi ngoài như thế, thì mọi người có thể lấy một cái hộp nhỏ, mọi người bổ sung cho nó khoảng tầm 10 ngày đến 2 tuần thì con chó nó sẽ hồi phục cái mao mạch ruột, tức là nó hồi phục hoàn toàn sau ốm đấy. Chứ còn ngày xưa nó không có cái chibi thì nó khó. Có rất nhiều con sau một đợt ốm, và sau đấy nó thành con chó quài luôn, nó không thể lớn được với con chó con. Hoặc là với con chó to thì sau một cái đợt ốm đấy, có khi phải nửa năm sau thì nó mới hồi lại người được. Vì cái đường ruột của nó mất cái lông ruột ấy. Nó bị trụi đi cái lông ruột đi. Để hồi phục có lâu, nó không hấp thụ được, nó ăn, nó tiêu hóa được. Nhưng nó không hấp thụ được, nó tiêu hóa ra phân tốt nhé. Nhưng mà cái đường ruột nó không hấp thụ hết. Ăn 10 phần có khi nó chỉ hấp thụ được 4 phần, 5 phần thôi. Thành ra là nó gầy. Ok, có cái video thực tế này để mọi người xem, mọi người chia sẻ một chút về cái chăm sóc con chó.
mọi người tham khảo. Còn mọi người mà muốn mua cái chibi này, hộp to hay hộp nhỏ, hay là cả cái canxi nữa thì trại mình có bán, cứ liên hệ qua Zalo điện thoại 0901008234 nhé, ship toàn quốc. Đây. Đó đấy. Hộp bé thì 85.000 mà hộp to thì 300. Lấy hai hộp free ship, một hộp thì cộng phí ship 15-20.000 gì đấy. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video sau.